50 phẩm sơ nghiệp. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát sơ phát tâm, làm thế nào học bát nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa? Phật dạy: Thiện hiện, Đại Bồ Tát sơ phát tâm, nếu muốn tu học bát nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa, trước nên thân cận thừa sự cúng dường chân thiện tri thức, giỏi tuyên nói bát nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa. Nghĩa là khi thuyết, dạy bảo truyền trao kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát sơ phát tâm nói: Thiện nam tử, đến đây ông hãy siêng tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Khi ông siêng tu, nên dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối xử với tất cả hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Ông chớ lấy sắc mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy thọ tưởng hành thức mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy nhãn xứ mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy sắc xứ mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy thanh hương vị xúc pháp xứ mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy nhãn giới mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy sắc giới mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy thanh hương vị xúc pháp giới mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy nhãn thức giới mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy nhãn xúc mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy bố thí ba la mật đa mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy pháp nội không không của các pháp nội tại mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy pháp ngoại không không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không không của các pháp nội ngoại tại, không 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 của không, đại không không lớn thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh hữu vi không không của các pháp hữu vi, vô vi không không của các pháp vô vi, tất cánh không không tối hậu rốt ráo, vô tế không 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 biên tế, tán vô tán không không của sự không phân tán, bản tính không không của bản tính tự nhiên tính, tự cộng tướng không không của tự cộng tướng, nhất thiết pháp không không của vạn hữu, bất khả đắc không không của cái bất khả đắc, vô tính không không của vô thể, cái không tồn tại, tự tính không không của tự tính, vô tính tự tính không không của vô thể, của tự tính của cái không tồn tại, mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy chân như mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy thánh đế khổ mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy thánh đế tập diệt đạo mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy bốn tịnh lự mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy bốn vô lượng bốn định vô sắc mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy tám giải thoát mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy bốn niệm trụ mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy pháp môn giải thoát không mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy năm lại mắt mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy sáu phép thần thông mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, ông chớ lấy mười lực Phật mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột,
cũng chớ lấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột. Ông chớ lấy 32 tướng đại sĩ mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy 80 vẻ đẹp mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột. Ông chớ lấy pháp không quên mất mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy tánh luôn luôn xả mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột. Ông chớ lấy pháp môn Đà La Ni mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy pháp môn Tam Ma Địa mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột. Ông chớ lấy trí nhất thiết mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chớ lấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà chấp là quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Nếu không lấy sắc thì được quả vị giác ngộ cao tột, không lấy thọ tưởng hành thức thì được quả vị giác ngộ cao tột. Như vậy cho đến nếu không lấy trí nhất thiết thì được quả vị giác ngộ cao tột, không lấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì được quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, khi ông tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chớ đối với sắc sanh tham ái, chớ đối với thọ tưởng hành thức sanh tham ái. Vì sao? Vì sắc cho đến thức không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không, chớ đối với nhãn xứ sanh tham ái, chớ đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ sanh tham ái. Vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không, chớ đối với sắc xứ sanh tham ái, chớ đối với thanh hương vị xúc pháp xứ sanh tham ái. Vì sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không, chớ đối với nhãn giới sanh tham ái, chớ đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới sanh tham ái. Vì sao? Vì nhãn giới cho đến ý giới không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không, chớ đối với sắc giới sanh tham ái, chớ đối với thanh hương vị xúc pháp giới sanh tham ái. Vì sao? Vì sắc giới cho đến pháp giới không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không, chớ đối với nhãn thức giới sanh tham ái, chớ đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới sanh tham ái. Vì sao? Vì nhãn thức giới cho đến ý thức giới không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không, chớ đối với nhãn xúc sanh tham ái, chớ đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc sanh tham ái. Vì sao? Vì nhãn xúc cho đến ý xúc không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không, chớ đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra sanh tham ái, chớ đối với các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra sanh tham ái. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không, chớ đối với bố thí ba la mật đa sanh tham ái, chớ đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa sanh tham ái. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không, chớ đối với pháp nội không, không của các pháp nội tại sanh tham ái, chớ đối với pháp ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, không không, không của không, đại không, không lớn, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, tán vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính, tự cộng tướng không, không của tự cộng tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, bất khả đắc không, không của cái bất khả đắc, vô tính không, không của vô thể, cái không tồn tại, tự tính không, không của tự tính, vô tính tự tính không, không của vô thể, của tự tính của cái không tồn tại, sanh tham ái. Vì sao? Vì pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không, chớ đối với chân như sanh tham ái, chớ đối với pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, sanh tham ái. Vì sao? Vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không, chớ đối với thánh đế khổ sanh tham ái, chớ đối với thánh đế tập diệt đạo sanh tham ái. Vì sao? Vì thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo
không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Chớ đối với bốn tịnh lự sanh tham ái, chớ đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc sanh tham ái. Vì sao? Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Chớ đối với tám giải thoát sanh tham ái, chớ đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ sanh tham ái. Vì sao? Vì tám giải thoát cho đến mười biến xứ không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Chớ đối với bốn niệm trụ sanh tham ái, chớ đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo sanh tham ái. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Chớ đối với pháp môn giải thoát không sanh tham ái, chớ đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện sanh tham ái. Vì sao? Vì không vô tướng vô nguyện giải thoát môn không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Chớ đối với năm loại mắt sanh tham ái, chớ đối với sáu phép thần thông sanh tham ái. Vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Chớ đối với 10 lực Phật sanh tham ái, chớ đối với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng sanh tham ái. Vì sao? Vì 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Chớ đối với 32 tướng đại sĩ sanh tham ái, chớ đối với 80 vẻ đẹp sanh tham ái. Vì sao? Vì 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Chớ đối với pháp không quên mất sanh tham ái, chớ đối với tánh luôn luôn xả sanh tham ái. Vì sao? Vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Chớ đối với pháp môn Đà La Ni sanh tham ái, chớ đối với pháp môn Tam Ma Địa sanh tham ái. Vì sao? Vì pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Chớ đối với trí nhất thiết sanh tham ái, chớ đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng sanh tham ái. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Chớ đối với quả dự lưu sanh tham ái, chớ đối với quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, độc giác bồ đề sanh tham ái. Vì sao? Vì quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Chớ đối với tất cả hạnh đại bồ tát sanh tham ái, chớ đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật sanh tham ái. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại bồ tát, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp là không. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát thường làm việc khó làm, trong tự tánh không của tất cả pháp mong cầu quả vị giác ngộ cao tột, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy, thiện hiện đúng vậy, như ông đã nói, các đại Bồ Tát thường làm việc khó làm, trong tự tánh không của tất cả pháp mong cầu quả vị giác ngộ cao tột, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện các đại Bồ Tát, tuy đạt tất cả pháp như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như ảnh, như bóng sáng, như sóng nắng, như việc biến hóa, như thành tầm hương, ảnh ảo, tự tánh đều không, nhưng vì thế gian được nghĩa lợi, nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì làm cho thế gian được lợi ích, nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì làm cho thế gian được an vui, nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì muốn cứu vớt các thế gian, nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì làm nơi nương tựa cho thế gian, nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì làm nhà cửa cho thế gian, nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Muốn chỉ đường rốt ráo cho thế gian, nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì làm hòn đảo cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì làm nhật nguyệt cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì làm đèn đuốc cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì làm thầy dẫn đường cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì làm tướng soái cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì làm chỗ đến cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thương xót khổ sanh tử của thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện thế nào là đại Bồ Tát? Vì các thế gian được nghĩa lợi
nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện các đại Bồ Tát vì muốn giải thoát các việc khổ não cho tất cả hữu tình, phương tiện tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện đó là đại Bồ Tát vì các thế gian được nghĩa lợi nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát vì làm cho thế gian được lợi ích nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột? Thiện hiện, các Đại Bồ Tát vì muốn tự trụ sáu pháp ba la mật đa, phương tiện khuyên dẫn các loài hữu tình, giúp họ an trụ sáu pháp ba la mật đa nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát vì muốn làm cho thế gian được lợi ích nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát vì làm cho thế gian được an vui nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, các Đại Bồ Tát vì muốn tự trụ 10 thiện nghiệp đạo, phương tiện khuyên dẫn các loài hữu tình, giúp họ an trụ 10 thiện nghiệp đạo nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát vì làm cho thế gian được an vui nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát vì muốn cứu vớt các thế gian hướng đến quả vị giác ngộ cao tột? Thiện hiện, các Đại Bồ Tát thấy các hữu tình đọa vào ba đường ác, muốn cứu vớt, làm cho tu thiện nghiệp được chỗ yên thanh nhàn nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát vì muốn cứu vớt các thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát vì muốn làm nơi nương tựa cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột? Thiện hiện, các Đại Bồ Tát muốn vị hữu tình nói pháp không nương tựa, nghĩa là sắc không nương tựa, thọ tưởng hành thức không nương tựa. Như vậy cho đến trí nhất thiết không nương tựa, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không nương tựa, làm cho các hữu tình sau khi nghe xong được giải thoát tất cả sanh lão bệnh tử và sầu than khổ ưu não, do đó nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát làm chỗ quay về cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát vì làm nhà cửa cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột? Thiện hiện, các Đại Bồ Tát muốn làm nơi nương tựa cho các hữu tình và làm cho họ đến được cung đại niết bàn không sợ hãi nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát vì làm nhà cửa cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát muốn chỉ đường rốt ráo cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột? Thiện hiện, các Đại Bồ Tát thấy các hữu tình không thông thạo hoàn toàn về tướng đường thiện, đường ác, chỉ biết dạo chơi các đường tham dục nên muốn dùng phương tiện tuyên nói pháp yếu, làm cho họ biết rõ tướng đường rốt ráo, hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Muốn nói những pháp yếu nào cho các hữu tình? Đó là nói về sắc rốt ráo thường không sợ hãi, nói về thọ tưởng hành thức rốt ráo thường không sợ hãi, như vậy cho đến nói về trí nhất thiết rốt ráo thường không sợ hãi, nói về trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt ráo thường không sợ hãi, nói về sắc rốt ráo tức chẳng phải sắc, nói về thọ tưởng hành thức rốt ráo tức chẳng phải thọ tưởng hành thức. Như vậy cho đến nói về trí nhất thiết rốt ráo tức chẳng phải trí nhất thiết, nói về trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt ráo tức chẳng phải trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Thiện hiện, tướng rốt ráo của các pháp này như thế nào thì tướng tất cả pháp cũng như vậy. Cụ thọ thiện hiện, thưa Phật, bạch Thế Tôn, nếu tướng tất cả pháp như tướng rốt ráo ấy thì Đại Bồ Tát làm sao để đối với tất cả pháp ứng hiện đẳng giác? Vì sao, bạch Thế Tôn, chẳng phải trong sắc rốt ráo có phân biệt như vậy? Đây là sắc, cũng chẳng phải trong thọ tưởng hành thức rốt ráo có phân biệt như vậy. Đây là thọ tưởng hành thức, như vậy cho đến chẳng phải trong trí nhất thiết rốt ráo có phân biệt như vậy. Đây là trí nhất thiết, cũng chẳng phải trong trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt ráo có phân biệt như vậy. Đây là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng Phật dạy. Thiện hiện, đúng vậy, như ông đã nói, trong sắc rốt ráo không phân biệt như vậy. Đây là sắc, trong thọ tưởng hành thức rốt ráo cũng không phân biệt như vậy. Đây là thọ tưởng hành thức, như vậy, cho đến trong trí nhất thiết rốt ráo không phân biệt như vậy. Đây là trí nhất thiết, trong trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt ráo không phân biệt như vậy. Đây là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, vì bản tánh tất cả pháp là không.
Thiện hiện, đây là việc rất khó của Đại Bồ Tát, nghĩa là tuy quán tướng tất cả pháp đều vắng lặng, thâm sâu vi diệu, mà tâm không chìm đắm, nghĩ ta đối với pháp này hiện đẳng giác rồi, chứng được quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình tuyên nói khai thị pháp vắng lặng thâm diệu. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát muốn chỉ đường rốt ráo cho thế gian, nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện thế nào là Đại Bồ Tát? Vì làm hòn đảo cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện thí như trong biển, sông, ao lớn nhỏ, chỗ đất cao ở được, xung quanh có nước, gọi đó là hòn đảo. Như vậy thiện hiện sắc giai đoạn đầu, giai đoạn sau chấm dứt, thọ tưởng hành thức giai đoạn đầu, giai đoạn sau chấm dứt. Như vậy cho đến trí nhất thiết, giai đoạn đầu, giai đoạn sau chấm dứt, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, giai đoạn đầu, giai đoạn sau chấm dứt. Do giai đoạn đầu, giai đoạn sau chấm dứt, nên tất cả pháp chấm dứt. Thiện hiện, tất cả pháp này, giai đoạn đầu, giai đoạn sau chấm dứt, tức là vắng lặng, là vi diệu, là như thật. Nghĩa là không vô sở đắc, đạo đoạn ái tận không còn, tạp nhiễm dứt hẳn, rốt ráo niết bàn. Thiện hiện, các Đại Bồ Tát cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột, muốn vì hữu tình tuyên nói khai thị pháp vắng lặng thâm sâu vi diệu như thật như vậy. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát, vì làm hòn đảo cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát vì làm nhật nguyệt đèn đuốc cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, các Đại Bồ Tát muốn vì hữu tình tuyên nói sáu pháp ba la mật đa và tứ y nhiếp sự tương ưng nghĩa lý chân thật của kinh điển, dùng phương tiện chỉ dạy làm cho họ siêng năng tu học, phá tất cả trùng tử vô minh đen tối, hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát vì làm nhật nguyệt đèn đuốc nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát vì làm đạo sư tướng soái cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, các Đại Bồ Tát muốn làm hữu tình xa lìa việc làm bốn chỗ không nên làm của tà đạo, vì họ giảng nói nhất đạo để họ quay về chính đạo. Người tạp nhiễm được thanh tịnh, người sầu não được vui tươi, người buồn khổ được an lạc. Hữu tình phi lý chứng pháp như lý, hữu tình lưu chuyển được vào niết bàn nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, các Đại Bồ Tát hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, muốn vì hữu tình tuyên nói khai thị sắc không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, thọ tưởng hành thức không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nhãn xứ không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, sắc xứ không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nhãn giới không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nhĩ tỷ thể thân ý giới không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, sắc giới không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, thanh hương vị xúc pháp giới không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nhãn thức giới không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nhĩ tỷ thể thân ý thức giới không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nhãn xúc không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Bố thí ba la mật đa không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Pháp nội không, không của các pháp nội tại, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Pháp ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, không không, không của không, đại không, không lớn, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu, rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, tán vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính, tự cộng tướng không, không của tự cộng tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, bất khả đắc không, không của cái bất khả đắc, vô tính không, không của vô thể, cái không tồn tại, tự tính không, không của tự tính, vô tính tự tính không, không của vô thể, của tự tính của cái không tồn tại, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh,
chân như không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tính, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tánh đế khổ, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tánh đế tập diệt đạo, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, bốn tịnh lự, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tám giải thoát, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, bốn niệm trụ, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, pháp môn giải thoát không, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tịnh quán địa, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, chủng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, bồ tát địa, như lai địa, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, cực hỷ địa, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, năm loại mắt, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, sáu phép thần thông, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, quả dự lưu, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, quả nhất lai, bất hoàn, a la hán, độc giác bồ đề, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, mười lực như lai, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, 32 tướng đại sĩ, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, 80 vẻ đẹp, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, pháp không quên mất, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tánh luôn luôn xả, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tất cả pháp môn Đà La Ni, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, trí nhất thiết, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, thiện hiện đó là Đại Bồ Tát vì làm đạo sư tướng soái cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện thế nào là Đại Bồ Tát vì làm chỗ hướng đến cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện các Đại Bồ Tát mong cầu quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh Đại Bồ Tát muốn đem bốn nhiếp sự thu nhiếp tất cả hữu tình, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, muốn vì hữu tình tuyên nói khai thị sắc, lấy hư không làm chỗ hướng đến, thọ tưởng hành thức cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Như vậy cho đến trí nhất thiết lấy hư không làm chỗ hướng đến, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến, muốn vì hữu tình tuyên nói khai thị sắc vị lai, hướng đến không nên không từ đâu đến, sắc quá khứ hướng đến không nên không đi về đâu, sắc hiện tại hướng đến không nên không từ đâu đến, thọ tưởng hành thức vị lai hướng đến không nên không đi về đâu, thọ tưởng hành thức quá khứ hướng đến không nên không đi về đâu, thọ tưởng hành thức hiện tại hướng đến không nên cũng không từ đâu đến. Như vậy cho đến trí nhất thiết vị lai hướng đến không nên không từ đâu đến, trí nhất thiết quá khứ hướng đến không nên không đi về đâu, trí nhất thiết hiện tại hướng đến không nên không có chỗ trụ, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vị lai hướng đến không nên không từ đâu đến, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng quá khứ hướng đến không nên không đi về đâu, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hiện tại hướng đến không nên cũng không có chỗ trụ. Muốn vì hữu tình tuyên nói khai thị sắc không hướng đến, không phải không hướng đến. Vì sao? Vì tánh sắc là không, trong không không hướng đến, không phải không hướng đến. Thọ tưởng hành thức cũng không hướng đến, không phải không hướng đến. Vì sao? Vì tánh thọ tưởng hành thức là không, trong không không hướng đến, không phải không hướng đến. Như vậy cho đến trí nhất thiết cũng không hướng đến, không phải không hướng đến. Vì sao? Vì tánh trí nhất thiết là không, trong không không hướng đến, không phải không hướng đến, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không hướng đến, không phải không hướng đến. Vì sao? Vì tánh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, trong không không hướng đến, không phải không hướng đến. Thiện hiện đó là Đại Bồ Tát, vì làm chỗ hướng đến cho thế gian nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 445.